Xin mến chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị đã xem kênh đi sơ Mời quý vị và các bạn cùng xem cận cảnh FOV Trung Quốc mang nội thất nhái của Porsche. Theo ghi Porsche Pro sẽ không thay thế cho phiên bản bao giờ hiện tại như các đồn đoán trước đó, mà xe sẽ ứng tới sản phẩm cao cấp hơn. Chi tiết như thế nào mời quý vị và các bạn cùng xem video dưới đây. Ghi Pro có chung thiết kế với bao giờ nhưng có thay đổi một vài chi tiết ngoại thất như vành xe, các thanh nẹp chrome ở cản trước Xe chia sẻ chung khung gầm với Proton X70, một mẫu xe của thương hiệu Malaysia. Vành xe kích thước 19 inch, khách hàng cũng có thể lựa chọn vành 18 inch, xe có chiều dài 4,5mm, bề ngang 1,8m, chiều cơ sở dài 2670mm. Điểm khác biệt rõ nét nhất giữa Bose Pro với bản thường là đèn pha. Toàn bộ đèn pha, đèn báo rẽ cỡ ở Bose Pro sử dụng công nghệ LED trong khi Bose vẫn là đèn projector cùng đèn báo rẽ halogen. Khoang lái Bowser Pro có hai tông màu được chăm chút hơn bản thường, có thể thấy nhiều điểm tương đồng với khoang lái Porsche Cayenne hoặc Macan như khu vực cần số, tay nắm, màn hình cảm ứng. Bàn điều khiển không khác gì Porsche, cụm phím bấm bên dưới màn hình cảm ứng làm theo phím đàn piano, dàn âm thanh ở Porsche Pro là hệ thống loa Bose Diễn nắp capo là động cơ tăng áp 1.8 lít công suất 181 mã lực, mô men xoắn 285 Nm ở dải vòng tua 500 tới 000 vòng phút. Động cơ này được tinh chỉnh nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải mới. Khách hàng Trung Quốc có thể lựa chọn hộp số tự động 6 cấp, ly hợp kép hoặc số sàn 6 cấp. Ngoài ra Geely và Volvo cũng phát triển động cơ tăng áp 3 xe lanh 1.5 lít cho hai mẫu LV cỡ nhỏ là Binh Due và Sinh đó là những thông tin mới về dòng xe này. Quý vị đừng quên bình luận ở phía dưới để nêu ra những quan điểm riêng của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và tích vào biểu tượng chuông cạnh phím đăng ký để khi tin sẽ hơi up lên những tin mới nhất quý vị và các bạn sẽ là người được đầu tiên được xem chúng. Hãy like video để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo. Xin mến chào quý vị.